Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với đoạn video rồi xin hiện tại của WGB Gấu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bạn rất chi là xa lạ và có thể là tất cả các bạn ở đây cũng không biết bạn này và tôi cũng không biết bạn này luôn. Đó là bạn YFF này các bạn. Anh em thấy không? Kênh bạn đó các bạn. Thì trong đoạn 10 đoạn video bạn tôi đăng lên thì 10 đoạn bạn này vào comment. Tôi là một người rất xuyên đọc comment trong tất cả đoạn video của mình. Tôi thật. Nhưng mà tôi cũng thực sự là làm biến những bạn racing, những các bạn mà không có kỹ năng. Nhưng tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người để các bạn kiếm được một miếng cơm từ cái đam mê này, từ cái tựa game của chúng ta, tất cả mọi người. Nhưng từ xưa giờ tôi luyện sình xong rồi, tới một giai đoạn nào đó khi các bạn nổi tiếng rồi, khi bạn viral rồi, tôi không luyện sình nữa. Thì các bạn lại quay lại bảo, ừ thằng gấu này ngày xưa mình có view rồi, nó luyện sình bây giờ hết luyện sình rồi. What the fuck? Thực sự là cảm thấy chán nản các bạn. Tôi thật. Các bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình nếu các bạn có thực lực. Tôi chỉ là người thúc đẩy cho con đường của các bạn đi nhanh hơn thôi. Mong rằng những người em sau này các bạn hiểu. Vâng, chúng ta sẽ vào nè các bạn. Đây là video rồi, xin mình tôi đi tôi lại khá là nhiều lần. Và tôi nói thật với các bạn luôn, tôi chưa bao giờ có bạn này bắn luôn. Tôi thấy video là highlight 1 căn 10 cổng trời. Rất là ảo các bạn. Yes sir, tôi vào nè các bạn, tôi chả biết bạn này là ai. Và nhắc lại với anh em luôn nha, nhiều ông vào bình luận, ừ chắc có mấy gấu rệt xình lấy mấy này nó mấy chục củ hay là vài trăm ngàn hay là này kia cái đó, không có nha anh em nha. Tôi thề bằng danh dự của người miền Trung, tôi chưa bao giờ lấy bất cứ của một ai trong cộng đồng game Refi 1.000 đồng nào để rệt xình. Chốt lại là như thế. Ok, let's go. Ừ, bởi ông bị hát như tâm rồi. Chết cáo rồi, nó có. Thường là nó hơi bò các bạn. Chắc chắn bài này tao thấy còn mua bài rồi. Bởi khung mình này là các bạn biết. Kể cả anh em thấy lúc bắt rồi. Nhìn nhỏ là một tí không các bạn. Anh em nào có thể coi trực tiếp anh em theo qua kênh mạng này các bạn nha. Nếu mà trong bộ video reaction mà mấy gấu có nói điều gì mà nó không đúng thì mong em tiếp nhận. Đừng có tự ái em nha. Anh nói thật đấy. Ví dụ anh bảo em không bắn boss em cũng đừng buồn nha. Nếu mà sự thật là như thế. Tôi đang chờ đón cái đoạn tầng 10 của bạn. Những cái pha đó là nghe bình thường thôi các bạn. Tôi thấy của bạn này cũng hơi chậm. Chưa có một điều gì nổi bật cho lắm. Từ đầu đoạn video tới giờ. Pha đó bình thường, chưa có cái điều gì mà nổi bật cả, rất chỉ là bình thường. Như là bài này không biết edit hay sao, thấy chất lượng ảnh hơi mờ các bạn. Trên đầu có đứa đúng không? Bài này bắn bằng iPhone rồi, iPhone thì tại sao không? Phá rùi các bạn ơi. iPhone thì tại sao không lên 4K rồi. Bắn trên live TikTok rồi. Bạn này bắn live TikTok anh em rồi. Bạn này là một idol TikTok đấy. Lỡ tay KS. Như bạn này đã lên chương trình ai là chỉ phú một vài lần rồi. Sao tôi nhớ tập tên tôi thấy quen các bạn. Phải không? Như lên đó là chỉ phú top 12 hay sao không? Phải không? Tôi thấy tên cũng có quen các bạn. Là vẫn chưa cuốn. Tôi
Thực sự anh nói với em đừng buồn em, anh nói với em đừng buồn. Anh nói với em để em rút kinh nghiệm thôi. Nếu mà thực sự mà nếu mà đây là những cái người mà người ta biết chơi game hoặc là biết chơi game rất là lâu rồi đấy thì em đã đài rồi, chứ không phải là để em bắn như thế này đâu. Không, mà anh nói thật, cái thao tác của em nó rất là gần luôn, rất là gần. Và anh nhìn cái, những cái tên mà em bắn gục đấy thì anh biết là em đang hạ rank hoặc là cái rank của em chưa đủ cao để bắn những cái người thực sự gắt, ví dụ như giống như highlight của C4 chẳng hạn. Tôi nói là khi mà em làm cái đoạn video như thế này thì em mới chịu khó em cắt ghép, em làm sao nó thực sự cuốn, thực sự cuốn. Nhưng mà anh cảm nhận tôi vẫn chưa cuốn lắm, đã bắn boss rồi phải làm cho nó cuốn em. Mà nói thật mà làm sao cho nó cuốn thì cuốn rồi, đẳng cấp. Nhìn những cái tên là tôi biết rồi, nhìn những cái tên và những cái ở đây cũng là công sức của bạn, mà hãy cố gắng làm ngày làm đêm mới đủ một đoạn highlight chứ mới đủ đâu. Chưa thấy đầu nào có mồi cả anh em ơi. Còn chưa thấy đầu nào có mồi cả. Con này chắc như đoạn này sao? Con này có mùi à? Có mùi sao nó hơi nhạt nhạt. Thực sự nó boss nhiều quá anh em. Cái boss đây không phải là những cái người mà máy. Boss đây là những bạn này để rank thấp xuống mà bắn. Dù người mới tập chơi quá. Chắc là người mình đón vào rank bạn này chắc là rank mà chắc là 1B 2B. Vào đó 1B 2B. Vào đó hay đấy, vào đó hay đấy. Thiệt tuyệt. Nãy giờ tôi nói bạn này bạn boss rồi, anh em có buồn chưa hả? Hoặc là bạn này có coi livestream mà có buồn chưa? Bạn coi video á. Nhưng mà phải công nhận là bạn này còn thiếu sót nhiều thứ lắm. Nó có thể là do các bạn này mới làm hoặc làm lâu rồi mà cứ tiếp diễn như thế này, không ai chỉ dễ cho bạn này làm. Bạn này thực sự là cũng có một tí kỹ năng, các bạn không phải là không có đâu. Cũng này kia kia nọ đấy.
nhưng mà như thế này mà để chưa đủ tiết mục để cho video bạn lên xuống nhiều đâu. Sao tên toàn là kim kẹo mút luôn trời. Thiên Vũ đồ, ABCD đồ. Cái tên là Diệu Chấn đó nha. Cái tên gà điên u sơ rồi lấy đi cái quái đệ nhạc. Ok thì chắc không còn coi đoạn cuối đâu, chắc mình tắt cái beat mình cố ý ở đoạn này một tí. Vâng thì anh biết rằng chắc chắn tôi cũng vẫn cho bạn này một lượt subscribe các bạn. Vì cái sự cố gắng của bạn ấy, tôi chắc chắn là sẽ cho bạn này một subscribe, một like. Và anh em cũng đừng quên cho tôi một like, một subscribe luôn nha. Ok thì anh góp ý với em một số vấn đề. Thì anh và tất cả những người anh em đang coi đoạn video này thì biết chắc chắn một điều rằng em đang mắng thế nào rồi. Không ai phụ thể nào có nào phủ nhận được cái công sức mà để em làm một cái đoạn video highlight như thế này rất tốn thời gian. Và em muốn là thứ nhất là kiếm cơm để xây dựng cuộc sống. Cái kỷ nguyên hiện tại trong từ game Refine này nó không giống như ngày xưa. Cái kỷ nguyên ngày xưa trong game Refine là mày phải vào, mày thể hiện trình, phải hiện kỹ năng để được nhiều người đăng ký. Nhưng mà kỷ nguyên trong game Refine này bây giờ nó đi theo rất nhiều chủ đề. Nhất là chủ đề content, và thứ hai nữa là tấu hài, thứ ba nữa là kỹ năng. Nhưng mà anh cảm nhận được là cái này là anh cảm nhận thực sự. Nếu mà em muốn thực sự mà đi theo con đường kỹ năng đấy thì em phải làm lại. Đầu tiên là về là chất lượng hình ảnh, em phải quay lại. Anh chắc chắn là em đi bắn bằng iPhone đúng không, em quay bằng iPhone và em phải edit bằng CapCut, nhưng mà phải chất lượng hình ảnh cao nhất. Em đang bị mất hết một phần chất lượng hình ảnh rồi, rất là mờ, video của em sẽ không đề xuất nhiều. Và thứ hai nữa là những đoạn video highlight của em thực sự vẫn chưa chất lượng mà thực sự cuốn. Anh chắc chắn 100% luôn là khi mà YouTube họ đề xuất tới 100 người lạ trong cái đoạn video của em trừ những người đăng ký ra, thì họ sẽ lấy cái thông số là coi thử cái lượt giữ chân lâu nhất trong cái đoạn video của em có hơn được những người đang làm giống như em trong từ game Refine hay không, thì em sẽ thu rất nhiều những người khác. Anh khẳng định điều đó luôn. Và đó là một thứ để kênh của em ít phát diện. Có thể là kênh của em là kênh mua lại đúng không, hay là kênh của em xây dựng từ lâu. Và 70% là kênh của em là một là mua lại hoặc là xây dựng từ lâu nhưng mà với một nội dung khác chứ không phải chuyên về highlight đâu. Anh nghĩ là nếu mà như thế này thì khó cái nào mà em lên được 40 mấy ngàn sub được. Khẳng định luôn, anh nhìn là biết. Anh nhìn anh biết, em đừng buồn. Và anh mong rằng sau khi em coi đoạn video này thì em hãy nên thay đổi. Thay đổi như thế nào? Anh nghĩ rằng em có thể làm content. Và em học hỏi từ LMC, em học hỏi từ những cái thằng như là YoFF. Anh nghĩ rằng em có thể dư khả năng làm được những cái content như những bạn đó. Những bạn ấy thì thật với em là về kỹ năng thì người ta coi video bạn ấy là chỉ coi tấu hài thôi. Về kỹ năng thì rất ít. Và họ phát triển từ cái nền tảng TikTok lên trên YouTube. Và để mà em muốn làm những đoạn highlight mà chất lượng hơn mà được như C4 thì anh không thể nào so sánh được với C4 rồi. Được không tới, tại vì em bắn mobile thì có thể là thao tác chậm hơn. Nhưng mà anh sợ em làm không nổi đấy. Thôi đó là những cái góp ý từ phía với gấu dành cho bạn này các bạn. Anh em nào có thương bạn này thì cũng vì cuộc sống kiếm cơm thôi. Anh em qua cho bạn ấy một lượt like, một lượt subscribe giúp tôi. Nếu các bạn cảm thấy kỹ năng bạn ấy có thể thuyết phục hơn trong thời gian tới, biết đâu được. Ok, goodbye tất cả anh em, không anh em biết. Đừng quên like, subscribe nha anh em nha. Ok, có cái video của bạn nào thuyết phục hơn đi, bình luận. Là biến video reaction với đoạn video này lắm các bạn.